Thưa quý vị, để trồng được những vườn rau xanh tốt trên quần đảo Trường Sa là việc làm không hề đơn giản, bởi nơi đây không chỉ có thời tiết khí hậu khắc nghiệt mà vấn đề đất trồng, phân bón và nguồn nước tưới cho cây cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng bằng nghị lực, bằng tay khéo léo của mình, những người lính hải quân đã biến những đảo chìm ấy thành những vườn rau xanh đang vươn mình đón nắng nơi đảo xa. Dưới bàn tay khéo léo cần cù của người chiến sĩ hải quân, những vườn rau xanh tốt đang phủ khắp ở hầu hết các đảo chìm trên quần đảo Trường Sa. Tại đảo Đá Nam, chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông dùng để tăng gia sản xuất. Nhưng các cán bộ chiến sĩ ở đây đã trồng đủ các loại rau xanh tốt. Theo các cán bộ chiến sĩ trồng rau ở đảo, khó khăn nhất là thiếu đất, thiếu nước tưới, thiếu phân bón cho cây. Cách trồng và chăm sóc cây ở đảo cũng cần thay đổi từng ngày, từng giờ để cây thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Thường ngày thì sẽ tưới tắm cho nó và thường thì cứ tầm tuần hoặc 2 tuần là mình xới đất và bỏ phân. Và cứ mỗi khi nắng là mình phải che cái lưới đen này lại để đỡ bị bắt nắng và cho cây nó tốt. Còn về chiều mình bỏ lưới ra. Mùa sóng gió là sẽ tưới và rửa lá cho nó nhiều hơn là về cái mùa nắng này. Tại cái sóng biển nó đánh và có nước mặn làm cho cây hay bị sót và dễ bị chết nên là mình phải rửa lá thường xuyên. Đối với các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ở đảo, rau xanh là thực phẩm thiết yếu giúp cho các cán bộ chiến sĩ cải thiện bữa ăn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Vì vậy, ngoài việc các chiến sĩ hải quân cầm chắc cây súng, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, thì việc trồng và chăm sóc rau xanh được coi là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Do cái điều kiện ở biển đảo thì cái vấn đề rau xanh là vấn đề rất là quan trọng để đảm bảo cho cái đời sống của bộ đội, nhất là đưa vào cái bữa ăn hàng ngày. Nên là chúng tôi coi rau như là máu thịt của mình và làm tốt cái công tác là động viên bộ đội là tích cực tăng gia sản xuất và chăm sóc rau xanh, đảm bảo đủ rau xanh trong bữa ăn hàng ngày. Giữa bộn bề sóng gió và thời tiết khắc nghiệt của biển, những vườn rau xanh tốt đang vươn mình trên các điểm đảo. Khác với trồng rau trong đất liền và đảo nổi, tại các đảo chìm, các chiến sĩ phải dựng nhà giàn có mái che kín để chắn vị mặn của biển và hạn chế sự khắc nghiệt từ thiên nhiên. Khó khăn là vậy, thế nhưng bằng nghị lực và sáng tạo của người lính biển, những vườn rau xanh vẫn nảy mầm, vươn mình hiên ngang đón nắng Trường Sa xanh tốt từng ngày. Lần đầu tiên tôi thấy rằng là giữa một cái đảo mênh mông như này và không khí hậu khắc nghiệt, tuy nhiên có một cái vườn rau xanh mướt giống như chúng ta đang ở trong đất liền. Có thể nói đang là một cái kỳ công của cán bộ chiến sĩ vừa làm nghĩa vụ canh đảo để bảo vệ Tổ quốc nhưng cũng vừa tăng gia sản xuất để làm sao đó có một bữa ăn đảm bảo cho điều kiện cho cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi hết sức là khâm phục với cái tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Giờ đây màu xanh của những vườn rau, màu của những cây xanh đang phủ đầy trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, không chỉ gợi lên sức sống mạnh mẽ hiên ngang giữa biển trời bao la mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng dũng cảm, nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc.